cách uống cà phê healthy. Anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm của anh trong việc này. Và healthy ở đây không phải là thay thế bằng loại cà phê mà ít caffeine, phô man, rồi cà phê kiểu này thảo mộc organic hay sao này này nọ được phô man. Không phải là những kiểu đó, vẫn uống được một ly cà phê y như ly cà phê ngoài quán mà mình hay uống, mà healthy hơn. Tại sao lại chia sẻ về chủ đề này? Bởi vì anh là người đã từng rất nghiện cà phê và đã từng có giai đoạn là không còn đụng tới một ly cà phê nào nữa. Có một thời điểm mà ngày nào cũng uống ly cà phê trong nhiều năm trời luôn. Chắc cũng giống như nhiều bạn là không uống là không có tinh thần và năng lượng, buồn ngủ lắm, nên là uống vô là nó sẽ tỉnh táo hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái mùi thơm của cà phê cũng thơm thơm, uống vô nó cũng ngon ngon. Cho nên là anh ngày nào cũng uống hết trơn á, thậm chí ngày uống 2 ly luôn. Cho tới cái giai đoạn mà suy sụp sức khỏe mà anh đã từng chia sẻ trên kênh, thì anh nhìn lại tất cả những thói quen trong ăn uống của mình và bắt đầu loại bỏ dần những cái chất kích thích kiểu giống như vậy ra khỏi cuộc sống của mình. Nên là có một khoảng thời gian mà anh không còn đụng tới cà phê nữa. Và ngay cả trong cái khóa học dinh dưỡng, anh dạy lại cho những học viên của mình, mình hiểu rõ hơn về những cái thứ mình ăn uống vào trong cơ thể. Caffeine là một thứ mà nó ảnh hưởng rất rất là nhiều tới cái sức khỏe cơ thể của mình. Hãy hiểu về nó và đừng có để bị nghiện. Đối với anh cũng vậy, anh bắt đầu hiểu hơn về cái món cà phê này như thế nào, thì anh bắt đầu nhận ra cái cách uống ngày hôm nay của anh nó khác ngày xưa hơn rất 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 là nhiều, dựa trên những nguyên tắc mình biết về dinh dưỡng, về tâm lý, về cơ thể của mình. Anh được chia sẻ lại với các bạn cái nguyên tắc riêng trong cá nhân của anh trong việc uống cà phê. Nguyên tắc số 1 của anh: biết rất rõ là mình uống cà phê vì lý do gì. Anh sẽ không bao giờ uống vì một lý do mà anh đã từng bị ngày xưa, là bởi vì không có lựa chọn khác, bị nghiện. Không uống là không có tinh thần, không uống là không có được sự tỉnh táo, thấy nó cũng ngon ngon, buồn miệng. Khi mình có cái cơ chế dinh dưỡng đúng, mình sự thấu hiểu, anh không còn bị cái đó nữa. Ngày hôm nay mỗi ngày anh đều rất là nhiều năng lượng, bởi vì anh biết là caffeine nó là cái gián đoạn nhất thời vào trong cái đầu của mình. Nó cho mình một cái năng lượng tạm thời là giả tạo trong thời điểm đấy. Mình nếu mình phụ thuộc liên tục vào chuyện đó sẽ khiến cho giấc ngủ của mình không ngon và ảnh hưởng tới ngày hôm sau. Và anh hiểu rất rõ về chuyện đó, và anh đã biết cách khác để có được cái năng lượng cho bản thân của mình rồi, nên anh không cần cà phê để tỉnh táo và năng lượng. Nhưng còn một lý do mà anh vẫn đụng và nghĩ tới nó, vẫn rất là thích, đó là vì cảm xúc. Đó là cái cảm xúc mà mỗi buổi sáng sớm tinh mơ, rồi ngồi ở một cái góc cà phê nào đó dễ thương, không khí mới mẻ trong lành. Trong thành phố thì anh hay ngồi ở góc Hồ Con Rùa chẳng hạn, thì trong cái không khí đấy có một ly cà phê ngồi với bạn bè của mình cũng là một điều rất là thích thú. Đó là cái cảm xúc đã được gắn trong đầu của mình rồi, nên là mình cũng thích cái cảm giác đấy. Đó là cái thứ đầu tiên anh xác định rất là rõ. Không phải bởi vì mình bị phụ thuộc vào cái việc đấy, mà bởi vì mình biết là nó đang mang lại cho mình cái cảm xúc này, và anh sẽ chủ động để tạo ra cái cảm xúc đó những lúc mà anh cần. Đó là nguyên tắc số 1. Nguyên tắc số 2 là anh bắt đầu nhìn sâu hơn vào trong ly cà phê, là rốt cuộc là mình thích cái gì trong đấy, cái cảm giác nó tạo từ những cái thành phần gì để mình có thể loại bỏ bớt những cái độc hại hết mức có thể. Thì anh nhìn ra là không phải là thích uống cà phê, mà chúng ta đa số là thích uống cà phê sữa, bởi vì nó có vị ngọt ngọt, béo béo, cộng với lại đắng đắng nên mới ngon. Còn hầu hết mọi người thực sự không thích cà phê đâu, vì nó đắng lắm. Đã bao giờ uống cà phê đen không đường chưa? Anh thích cái mùi hương của cà phê đã rang lên, vẫn còn thích cái mùi đấy. Cũng thích uống cà phê sữa, nó ngọt ngọt, béo béo. Thế là bắt đầu nhìn ra được, khi mình hiểu rõ rồi, mình thấy là một, trong ly cà phê sữa nó có cà phê, nó là caffeine, cũng không quá cần thiết gì cho cơ thể, nhưng nó tạo cho mình cái cảm xúc nhất thời và mình lựa chọn để làm chuyện đó. Thành phần thứ hai là vị ngọt đến từ đường. Trong sữa đặc thì nó cũng là cái đường ở trong đấy, và cái đường đó đa số là những đường không có được tốt lắm cho sức khỏe của mình. Thì có cách nào vẫn tạo được độ ngọt mà không dùng đường không? Những cái đường tinh luyện, đường hóa học. Và thành phần thứ ba là cái vị béo đến từ sữa bò. Sữa bò là cái cũng không tốt cho cơ thể của mình. Thực ra đây là một cái chủ đề đôi khi cũng gây tranh cãi, đúng không? Có hai dòng ý kiến. Một cái là sữa bò tốt mà, bình thường mà. Cũng có dòng mà chia sẻ về chuyện là con người tại sao lại đi uống sữa bò, nó không có cái cần thiết cho cơ thể của mình, thậm chí là nó gây những cái hiệu ứng không cần thiết và gây hại cho sức khỏe của mình nữa nếu mình dùng nó một cách quá là lạm dụng đi. Thì anh sẽ không đào sâu quá vấn đề này ở đây trong chủ đề này, nhưng mà anh là thuộc về cái thiên hướng ở thời điểm này là không dùng sữa bò, nên là thôi để anh demo cho các bạn coi luôn ly cà phê nó sẽ trông như thế nào nếu mà là anh uống, anh pha ở nhà, đúng không? Thì có chuẩn bị trước ở đây. Nếu đã uống thì lựa chọn cái loại mà mình yêu thích nhất, không hẳn là yêu thích nhất mà là cái loại mà tốt nhất có thể. Nên anh sẽ không uống cà phê đâu đâu ngoài lề đường, đôi khi họ trộn thêm này trộn thêm cái kia. Rồi anh có cà phê sẵn ở đây ha.
Hôm nay thì đang ở trên công ty để pha cho bạn thử nên là không có nhiều đạo cụ lắm. Ở nhà thì sẽ có ly, có đồ đông, đồ này nọ. Nhưng mà ở đây tạm thời các bạn về tự định lượng riêng cho mình ha. Thì sẽ có cà phê ở đây, đúng không? Ít cà phê. Cái thứ hai là để tạo độ ngọt. Thay vì dùng đường tinh luyện rất là không tốt cho sức khỏe thì dùng một cái loại tạo ngọt khác, đó là mật ong. Và dĩ nhiên là nhớ tìm mật ong nguyên chất ha. Mật ong mà pha tùm lum vô cũng không tốt. Tìm được cái mật ong nguyên chất thì cũng là một cái loại mà nó gây nên cái vị ngọt, mà nó sẽ healthy hơn. Nên là tùy định lượng ha, tùy loại mật ong của các bạn. Đó là một muỗng, hai muỗng, đó là cái ngọt. Cái thứ hai, thay thế cho sữa bò. Có một cái thứ tuyệt vời, đặc biệt của Việt Nam mình có, mà nước ngoài nếu muốn có cũng rất là khó khăn, đó là nước cốt dừa. Các bạn quay phim cho nó hả? Anh ơi, nước cốt dừa đem tưởng ăn chè mới có. Nước cốt dừa ăn chè mà bỏ vô cà phê kỳ lắm, sao được? Chưa uống thử chưa biết đâu. Trời ơi, nước cốt dừa nó có bạn pha vô cái vị béo nó. Đối với anh pha xong là uống y như ly cà phê anh uống ở ngoài tiệm yêu thích của mình luôn, không có gì khác hết trơn á. Thành ra là nước cốt dừa kỳ diệu lắm, các bạn làm được nhiều thứ lắm á. Nên là nó cũng sẽ tạo cái vị béo. Thường anh sẽ có cái đồ đông, đông tùy cái lượng cà phê để đông 50ml, 30ml hoặc là 100ml nếu mà pha nhiều. Ở đây thì anh ước lượng thôi ha, các bạn có thể tự cân nhắc. Rồi, thì nó sẽ tạo nên cái độ béo cho cái ly này. Ok, thì nó sẽ là đó, có cái ly cà phê sữa. Rất là đơn giản. Và sau đó là dĩ nhiên mình sẽ bỏ đá vô. Bỏ đá vô. Tùy vào cái mà các bạn muốn uống. Đã có một ly cà phê sữa rất nhanh chóng, gọn gàng, không tốn quá nhiều thời gian. Mà anh nhìn vào đây, thứ nhất nó cho mình cái mình muốn, cho mình cái cảm xúc thưởng thức ly cà phê, hửi mùi hương cà phê. Cái thứ hai, mình chỉ biết là mình nạp vào một thứ không nên có quá nhiều vào trong cơ thể của mình là caffeine. Hết một thứ thôi. Thay vì mình uống ly cà phê sữa thì mới nạp khá là nhiều thứ không tốt, thì mình sẽ về mặt cái tâm lý mình sẽ thoải mái hơn, đúng không? Nguyên tắc số 3, nhiều và liên tục hơn là ít mà đều đặn thường xuyên. Đối với những cái cơ thể của mình, khi có những thứ mà thực sự không quá healthy cho cơ thể thì nó cần phải đào thải ra, nó làm việc để đào thải cái việc đó ra. Nên nếu ngày nào mình cũng nạp vào như là alcohol, như là cồn mà trong cơ thể, caffeine mà trong cơ thể, thì cái những cái bộ phận nó làm việc để đào thải chuyện đó ra, nó không có thời gian nghỉ. Ngày nào cũng bắt nó làm việc, ngày nào cũng bắt nó làm việc, và ít nhưng nó vẫn phải làm việc. Ví dụ nè, ví dụ công việc của bạn ít nhưng mà các bạn có lịch lên công ty làm việc thì mình vẫn phải thức dậy, ngày hôm đó vẫn gọi là ngày đi làm, đúng không đã? Mình vẫn phải tắm rửa rồi chuẩn bị đồ, vẫn phải chịu cảnh kẹt xe, vẫn phải lên công ty, vẫn phải ngồi đó, vẫn phải mở laptop ra. Việc ít việc nhiều đi gì chăng nữa, trong đầu của mình vẫn có cái tâm lý là hôm nay đi làm, chứ hôm nay không phải là ngày nghỉ, thì cơ thể của mình nó sẽ không hiểu đó là ngày nghỉ, đúng không đã? Cho nên là việc nhiều thì làm nhiều, việc ít là việc ít, nhưng mà vẫn là ngày đi làm, còn ngày nghỉ là ngày không làm. Không làm gì hết mới là gọi là ngày nghỉ. Thành ra là cơ thể của mình có những bộ phận nó lọc ra cái mấy trang vậy á. Ngày hôm nay mày lọc ít nhưng mà tao vẫn phải khởi động toàn bộ cái bộ máy của tao để xử lý cái ít đó. Xong không có gì làm nữa nhưng mà cũng đã khởi động rồi, tao cũng đã phải work rồi, và tao chưa được nghỉ ngày nào hết. Nó sẽ là một cái áp lực rất lớn cho những bộ phận đấy. Thì sau một hồi nó sẽ bị tổn thương. Tương tự như người mà ngày nào cũng làm hết. Các bạn tưởng tượng xem là ngày nào cũng làm 4 tiếng đi, mà làm quanh năm không nghỉ một ngày nào hết. So với chuyện là một ngày có thể làm 12 tiếng nhưng mà cuối tuần cho người ta nghỉ, lâu lâu cho người ta nghỉ phép, có kỳ nghỉ Tết, thì cái bộ phận trong cơ thể của mình cũng tương tự như vậy. Nên hiểu ra chuyện đó thì sẽ có một khoảng thời gian mà anh không muốn, để cho cơ thể của mình được nghỉ ngơi. Những cái bộ phận mà nó phải làm việc nỗ lực hơn để sàng lọc ra những thứ mà mình biết là không tốt, như là caffeine mà trong cơ thể của mình nó không làm việc, nó không cần phải làm việc. Tuần, 2 tuần hoặc thậm chí 1 tháng, 2 tháng anh không đụng tới nó. Nhưng có một số giai đoạn anh bắt đầu nạp nó vô trở lại, thì thậm chí là một tuần anh uống 2-3 lần, một tuần uống 5 lần, thậm chí có một giai đoạn ngày nào anh cũng uống luôn, trong liên tục 2 tuần, 3 tuần. Nhưng mà sau đó anh sẽ break, không đụng tới nó nữa. Đó là cái cách, một cái nguyên tắc để anh giữ cho cơ thể của mình nó có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi, để mà nó vẫn còn có cái sức phục vụ mình trong một cái thứ mình biết là để thỏa mãn cái cảm xúc tức thời của mình ở giai đoạn này. Và đó là ba nguyên tắc mà anh dùng cho cái việc tiêu thụ cà phê vào trong người của mình. Nhưng một cái người thầy hướng dẫn cho anh về dinh dưỡng này thì người thầy đó có chia sẻ là bây giờ thậm chí là những thứ như caffeine đối với người đó là cái không thể nào tiếp tục vào trong cơ thể được nữa. Ngửi tới mùi cà phê là muốn ói rồi, nên là cũng không uống nữa và bỏ bỉnh viễn luôn. Nhưng mà anh thì ngửi tới vẫn thấy còn thơm, nên là anh vẫn còn uống.
Và ví dụ như nước ngọt thì ngày hôm nay đối với anh là ngửi qua là không chịu nổi rồi, uống vô là chắc chắn không chịu nổi rồi, và anh hoàn toàn bỏ nó 100% luôn, bởi vì không có còn một cái lý do nào để mà tiêu thụ nó hết trơn á. Dinh dưỡng cũng không có, niềm vui cũng không có, cảm xúc cũng không cần, thì loại bỏ rất là thoải mái. Và đó cũng là triết lý của anh trong cái việc là tiếp cận cái dinh dưỡng, ăn uống, lối sống cho nó lâu dài. Và đây là cái chia sẻ với các bạn trên kênh, mà chia sẻ cả với những bạn học viên cũ của anh ngày xưa khi tham gia chương trình về dinh dưỡng, để hiểu về những nguyên tắc này nọ của anh đã từng nói, thì có thể ứng dụng linh hoạt hơn. Và thông qua việc cụ thể mà rất là nhiều người khó để mà có thể bỏ nếu mà chỉ dùng ý chí tinh thần là cà phê.